bàn chải ở thang cuốn trung tâm thương mại có tác dụng gì hẳn là lúc đi mua sắm ăn uống vui chơi tại các siêu thị trung tâm thương mại chị em sẽ thường di chuyển bằng thang cuốn để lên hay xuống tầng vậy bạn có để ý rằng mỗi thang cuốn hầu hết đều trang bị một hàng bàn chải song song với mép thang không nhiều người nhìn qua bàn chải mà đoán ngay công dụng của nó dùng để cọ dày nhất là cho những đuôi trắng đen dễ bị dính bụi cát bẩn song đây là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm Hiểu theo một cách chính xác nhất thì phần giống như lông bàn chải này có tác dụng bảo vệ và cảnh báo khách qua lại hãy đặt chân tránh xa mép thang cuốn. Bởi lẽ chính khu vực mép thang cuốn mới là chỗ nguy hiểm, có khả năng cuốn, nghiêng nát mọi thứ. Chuyển động liên tục không ngừng tạo nên lực hút lớn sẽ chẳng buông tha cho bất cứ đôi giày nào đâu. Vậy mà nhiều người lại cứ ngỡ răng cưa trên thang máy mới thực sự nguy hiểm. Có hàng lông bàn chải, từ nay chị em hãy chú ý để bản thân và những người trong gia đình, đặc biệt là các bé sẽ an toàn khi sử dụng thang cuốn nhé.